có ai đây không? Wow, giờ thấy mọi người là hello. Có ai đây không? Mọi người lên tiếng cho Lý biết đi. Hello, hello. Anh hello, hello. Hello, chị Dâu. Hello, Phan Trường Ngãi. Hello, Trần Thái Sơn. Có Úc và Thái chị. Hello. Chào chị đang hello em quá trời ạ. Chào mọi người nha, Rí đang ở cửa hàng tiện lợi của Toromax này mọi người. Cửa hàng tiện lợi đầu tiên của tại Việt Nam á mọi người. Mà theo phong cách của Nhật đó là không cần người bán, mình sẽ tự thanh toán, tự mua và tự thanh toán luôn. Hello. Đây là cửa hàng tiện lợi này mọi người. Hello em. Trời ơi, trai đẹp. Đã mới ngủ dậy, chơi lấy. 11 giây mới like mà. Vào đây để mà đã gặp người quen. Em vào phía sau. Hello. Mới đây. Không nhưng mà anh đi về chị muốn mua gì hả? Chị lên mua gì? Bảo túi máy có kêu không mà sao? Cho chị không chị? À ở đây có nhiều món mà chị thích đó. Tí nữa Út cho chị xem, tí nữa Út sẽ thanh toán cách chỉ cho mọi người cách thanh toán cái gì luôn nha. Hello Lê Ngọc Ánh nha. Mua gì ăn hết mua gì ăn được hả? Trời ơi chuyện đơn giản. Ở đây có hai cách thanh toán, đó là thanh toán tại một app hoặc là thanh toán bằng Mobi Banking. Thì giờ chị cứ thanh toán bằng Mobi Banking đi rồi em sẽ mang về hết cho chị luôn. Em không có bán mà ở đây em đang đi cửa hàng tiện lợi. Đây. Cửa hàng thanh toán trực tiếp ạ. Đây bằng phần mềm máy đây này mọi người. Mình sẽ tự thanh toán những cái mà mình mua, không có người bán, không có người thanh toán gì hết. Mà bữa nay mới khai trương cho nên nó có nhiều ưu đãi lắm mọi người. Còn có cơ hội được tặng iPhone X nè, được đi du lịch nè. Hello. Mọi người chia sẻ livestream này cho đi với nha. À đúng rồi, cửa hàng Toromax này đang ở địa chỉ là số 10 Mạc Thị Bưởi nha mọi người, quận 1. Mua cho chị cơ mà. Mua cho chị thì cũng phải cần tiền, chị phải mua cho em chứ. Ôi, hello bé Nhi. À, giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cách thức thanh toán nha. Đây. Ngại đâu rồi. Mà
Giờ Ri sẽ chỉ cho mọi người cách thức thanh toán và mua hàng ở đây nha mọi người. Đây. Giờ mình sẽ chọn bánh đi ha. Đây. Bánh đây nha mọi người. Đây là giờ Ri sẽ chọn bánh nha mọi người. Đợi Ri một chút, tại vì do điện thoại Ri đang bận cho nên Ri sẽ mượn một tài khoản của chị Ri biết ở đây để chị đã thanh toán cho Ri nha. Mọi người tải app về nha mọi người. Tải app Toromax về nha. Hello. Đây nè mọi người. Đây là các loại bánh nha. Còn bên này cũng có nhiều đồ dùng nữa. Mình mua muốn mua cái gì cũng có hết. Tại vì đây là cửa hàng tiện lợi mà. Đây là trên này là có những giá của sản phẩm nè. Đây. Bên này cũng là này, bên này là bánh nè. Giờ mình mà muốn mua thì mình sẽ chọn một sản phẩm nha. Thì giờ Ri sẽ chọn một sản phẩm mà bánh này đi, Navati nha. Mình sẽ bấm vô đây. Sau đó đây là số lượng của sản phẩm, thì Ri muốn mua một thì Ri sẽ bấm một, bấm vào đây. Sau đó mình có một cái mã, mình có một cái mã của mình đây nè. Cái mã kia mình tải app thì mình có cái mã này. Đây, cái mã này mình sẽ nhấp vô đây. 2846. Rồi. Rồi được rồi. Ở đây có một cái mã nha mọi người. Thì mình sẽ đưa cái mã này vào cái chỗ này của máy. Rồi thì nó sẽ hiện ra đây và nó sẽ rớt bánh từ trên xuống dưới như vậy. Đây. Thì dưới này có một chỗ lấy thì mình sẽ đây. Mọi người thấy thanh toán này tiện lợi đúng không? Hỏi không trả lời buồn quá hả? Ơi, nghe này siêu. Mọi người đến đây chơi đi, có ai ở Sài Gòn đến đây chơi với tôi đi. Mọi người ơi. Có ai ở đây không? Hãy lên tiếng đi mọi người. Xin em tin cho anh kết bạn nick mới của siêu nha. Ồ ok. Trời ơi, đi không có biết. Anh không biết. Mạng kém quá hả? Tại vì Ri dùng mạng ở đây á, mà hiện tại ở đây đang có rất đông người đến tham gia này mọi người. Cho nên là chắc mọi người đang xài á. Cho nên mạng hơi yếu, mọi người thông cảm nha. Mọi người thấy Ri có rõ không?
Hello, hi Cherry. Mọi người ăn trưa chưa? Giờ này muộn rồi đúng không? Bình thường thì giờ này Ri mới dậy, nhưng mà hôm nay để đến đây khai trương chỗ này thì Ri phải quyết tâm dậy sớm để ra đây. Tại vì đây là cửa hàng đầu tiên theo phong cách của Nhật tại Việt Nam mà. Mọi người nhớ đến đây đăng ký tài khoản sớm để được tặng một sản phẩm bất kỳ mà mình muốn mua nha mọi người. Lúc rõ lúc mờ kỳ vậy. Để tắt cái này đi cho dễ ha. Thì vừa mới mua được một sản phẩm đó là bài không, em không mua nữa. Em vẫn ngủ hả? Thả tim, bắn tim đi mọi người. Ở đây là cửa hàng tiện lợi mà cái gì cũng có hết trơn á, mà còn được thanh toán trực tiếp mà không có người bán, không có người tính tiền thích cực. Cái này theo phong cách của Nhật ấy. Có ai ở Sài Gòn không? Qua số 10 mặc thì bữa về Ri đi. Thả tin. Ta vẫn nổ không được đâu. Trời ơi, hơi bị thích luôn. Có chị đang sử dụng wifi. Trai đẹp của Ri đây. Hello, xin chào. Em bật lên cho sáng này. Thế nào? Ghê vậy. Đẹp trai không? Cực đẹp trai luôn. Wifi là gì ấy? Ừ. Ủa vậy là không cần phải 3G vào. Ừ, 3G chỉ chẳng ai được. Mạng ở đây, mạng Viettel yếu đúng không? Ừ. Em kết nối bằng Turo 10 chữ T viết hoa. Turo là chữ T viết hoa. SMP à? M gì đấy, chị quên mất tiêu rồi. Ừ, nhà Bắc đẹp trai lắm. Ôi, mà nhỏ tuổi hơn Ri. M mắt rồi chị là sao em? Ok, Lê Nguyễn Kim Chi. Nếu chị ra chị thì kết bạn nhá. Ai mà kết bạn với Ri thì mọi người inbox cho Ri đi, tí nữa đi kết bạn. Hello anh ba. Cảm ơn Nguyễn Thị Lan Anh nha. Cảm ơn em. Ủa kết thúc rồi hả? Chưa, chị chưa kết thúc. Cái này còn cái này còn sáng hơn nữa này. Cái nào? Cầu cài đặt nhá. Sau đó mà cái này. Đó. Sao em siêu mày cái này thế? Sao? Thành số nào? Thành số nặng không mà. Lúc mà gì ta? Bước học anh nghe. Nghĩ sao bây giờ em cần hỏi chị như vậy? Trời ơi, hello anh Tài luôn chứ. Ủa, chào em, hello. Hello.
à, nhầm em đây đang sao? Chị Bách Tài đang đi vậy, cửa hàng tiện lợi ấy em. Cửa hàng tiện lợi Toromax. Ai ở Sài Gòn qua đây chơi với tôi đi. Rồi nhìn lại đây đây nè. Rồi quay 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 em. Chị phải thả tim cho út chứ. Trời, nick này phát nhanh anh em đấy chứ. Nick này mới là nick thật đấy. Hello Nguyễn Thị Phương Hồng. Hello mọi người. À, một đống luôn hả? Nhưng được cũng đừng thả nhiều quá là nó bị lắc đấy. Hello thằng Anh nha, hello mọi người. Đây có nhiều đồ ăn mà chị thích lắm. Đây là mọi người được đều được thanh toán trực tiếp trên này nè. Trên này có giá của sản phẩm nha mọi người. Thứ ba út được về nhà rồi. Ôi sao mà live giờ này ít người xem thiệt. Ở đây đang có nhiều người đến tham gia lắm. Dạ, cuối tuần về đi, cuối tuần về chơi cho vui. Thứ sáu về hay sao hả anh? Có ai muốn mua gì không? Có ai muốn mua gì không hả mọi người? Mua cái chị thích á. Đây có nhiều cái chị thích lắm. Bim bim. Đây nè. Không em mi thật của chị đấy. Hello, hello bà Phương. Thank you.
hay không? Phần 20 mắt hả? Hello, thằng hề khóc. Hello, xin chào. Chị dùng gì mà dài vậy hả? Thật ra thì lông mi của chị thì nó dài xưa giờ rồi, mà do chị chải mascara lên á, cho nên là cũng nhiều người tưởng là chị nối do chị chải mascara. Mà Úc Lắc á, giật mình. Hello Tài, cái gì Kim Tài Vo hả? Võ hả? Hay Vo vậy? Trời ơi, vợ yêu nữa chứ. Có đi chuẩn bị like lại nha mọi người. Đi chuẩn bị like hát lại, cho nên mọi người ai quan tâm Ri thì mọi người thả tim cho Ri đi, rồi tí nữa đi sẽ giữ. À thôi, để bữa khác Ri sẽ nói mà Ri chuẩn bị hát lại app nào thì Ri sẽ giới thiệu cho mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ lại Ri nha. Ừ, do ở đây xài wifi mà có nhiều người vào quá cho nên nó hơi lắc một chút. Mọi người ăn xong thì mọi người sẽ có chỗ để ngồi đây nữa mọi người nè. Đây có nhiều chỗ ngồi cho mình ngồi lắm. Giờ hết lắc chưa mọi người? Giờ hết lắc chưa?